Ở nhẫn xuống chợ luôn con ơi. Ồ, máy cày mới can xà beng đi sới nha. Ủa nụn. Nó chà chưa quen nên nó hơi bị tắt máy nè. Máy cày mới mua gần nửa tỷ ha, 480 triệu á. Nước kìa má ơi, phải lon. Quay dùm. Kìa ha. Đó hình ảnh anh em đang xem là máy cày xứ Tây Ninh ha. Nó mang nhà sới 2m2. Máy cày mới mua 480 triệu. Quá đẹp hết nè. Bánh bọng còn gai á, ngon lành á. Đã đời không? Nú. Tên luôn. Quá đẹp. Nếu công nhận cái hàng mới nhìn đá thì cái đá mắt. Nhưng cũ chả không xin dê hết nè.